Sau đây là 6 bí quyết giúp mang đến vẻ đẹp tối giản hiện đại cho site PowerPoint thuyết trình của bạn. Đầu tiên, chúng ta nên sử dụng phông chữ có nét tinh gọn, điển hình là phông có chân hoặc phông không chân. Tránh sử dụng phông có nét rườm rà, cách điệu khiến đoạn văn trở nên rối mắt. Thứ hai, chúng ta luôn luôn phải để dành khoảng trống ở trên slide để tạo sự phân tách giữa các nhóm thông tin và không gian nghỉ mắt dành cho khán giả. Tiếp theo, chúng ta nên lựa chọn màu nền của slide là những màu trung tính để nổi bật được nội dung thông tin và tạo cảm giác dịu mắt cho tổng thể. Thứ tư, chúng ta hãy cố gắng chất lọc tối đa nội dung chữ ở trên slide, qua đó để dành không gian cho hình ảnh minh họa và gia tăng tính trực quan cùng sự lôi cuốn cho slide. Kế đến, chúng ta nên thống nhất về phong cách icon sẽ sử dụng xuyên suốt toàn bộ slide, tránh lạm dụng đồng thời quá nhiều thể loại để đảm bảo tính đồng bộ. Và cuối cùng, chúng ta hãy tiết chế số lượng màu sắc ở trên slide bằng cách chọn ra màu chủ đạo cùng màu nhấn rồi thay đổi sắc độ để tạo được bảng màu đủ dùng cho tất cả đối tượng ở trên slide. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của NiceSlide để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của NiceSlide, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.